Thánh dê. Vào lớp. Vô lớp thôi, đừng nói nữa, anh vô lớp rồi. Không biết em ngồi cùng anh à? Hello teacher. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm good. I went to work today, but I didn't really do anything, so it's fine. What did you do? What did you do today? Yesterday I went to visit my grandma. Because I'm so tired. But today I'm fine. Okay. But what did you do today, not yesterday? I'm doing my homework. You did your homework, right? I did my homework and help my parents. Do what? So you have your parents? Have what? You mean what group they do, yeah? Wash dish and clean my house. Okay, wash dishes and clean your house. Okay, very good. Okay, so that is like very normal questions I will ask you every day. So just like we talk about what did you do and what you do every day. Đó là một cái dạng câu hỏi rất là bình thường mà mình muốn hỏi bạn sâu hơn một chút để bạn tập cái cách nói chuyện. Tức là khi mình chắc rồi, bây giờ mình học thì ok rồi, bây giờ mình phải nói được đúng không? Quan trọng là mình nói được, vì thế mình phải nói nhiều. Nên mình gần như là khi mình đã hỏi một câu hỏi như vậy, bạn có thể thao thao bất tuyệt bạn kể một ngày là bạn làm những việc gì. Và mình sẽ sửa cho bạn cái lỗi sai, và lúc đó bạn sẽ nhận ra được là mình sai ở đâu và bạn cải thiện được. Mình càng nói nhiều thì mình nói sẽ càng dễ dàng hơn, và giọng của mình, từ cách mình nói sẽ thu chặt hơn. Nên là mình nói nhiều, không có cơ hội mà cô giáo hỏi thì càng nói càng nhiều là tốt cho mình. Ok? Yeah. Alright. So, okay, so at first, I'm gonna review what we learned in the pivot lesson. So in the pivot lesson, we review the knowledge and about what we learned in the whole month. So we have homework. Can you open the homework of lesson 18? Đọc luôn cô. Yeah. My sister brought my lunch to me yesterday. I went to the store and saw many clothes last week. I met my friends in the city yesterday. We sang karaoke at school 2 days ago. The karaoke. 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 Yeah, we sang karaoke. Yeah. Okay. Okay, so one more. So we have one more in the homework page. Go by nữa. In the United States, people used many hoes. But the problem was I wanted to ride the hose, but I'm too small. Mm-hmm.
Either Australia, the weather was sunny and hot. The problem was I wanted to go to the beach, but it was too hot. No, the weather is sunny and hot. Was sunny and hot. Sun là mặt trời nhá. Sun thì biến từ là sunny, nghĩa là sunny and hot. Okay. Cô có một bài nữa. Một phần bài tập về nhà. Ở bài trước cô chỉ bảo là nói về hai bài này với cả viết cho cô một bài, viết cái bài 4 ạ. Ok, cũng được. Chứ là cái bài này thì mình cứ nghĩ là bạn sẽ không sao, được bài này cũng dễ thôi. Là chọn từ ok. That's why. So, to get back to our lesson today, so today we're going to learn about the topic 4. So the first part is listening part. Here we have conversation between the man and the woman, other the boy and the girl. So Arthur, can you read the conversation between Emma and Robbie? And I translate this conversation into Vietnamese. After that, we're gonna listen and check the pronunciation. Okay. Yeah. There was a story writing competition at school today. Did you win? No, I didn't. My story wasn't very good. Writing a good story is difficult. Dan was the winner. His story was about a green heart without a body. Was it scary? Of course, it was scary. The green heart went to people's house and... Ah! Haha! Good joke, Dan. Dan, that wasn't funny. Okay. So... some small mistake. The word says, no, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. No, yeah, and no, yeah, no, I didn't. And without. 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 And here, people's house. People's house. Không phải people house. Bạn đừng để có thể có thể dụng cách đúng không? Vâng. People's house. People's house. Yeah, good. Nhưng mà từ without em phiên âm ra là why. W I. Không hiểu why nhá đấy. Phiên âm. Đặt phiên âm gì ra? Without. So, okay, so can you translate this conversation into Vietnamese? Yeah. Đã có một câu chuyện. À, đã có một cuộc thi viết chuyện ở school, à, ở trường vào ngày hôm nay. Uh-huh. Bạn có thắng không? Không, chuyện của tôi không hay cho lắm. Viết tốt chuyện thật là khó. Viết một câu chuyện, viết một câu chuyện hay thật là khó. Dan là người đã chiến thắng. Chuyện của anh ấy đã nói về một bàn tay xanh. Không có người. Nghĩa là viết về một cái bàn tay mà không có người ấy, không có cái chỉ có mỗi bàn tay không ấy. Có sợ không? Đương nhiên nó rất sợ. Bàn tay xanh đã tới nhà của những con người và... Đến nhà của mọi người. Đến nhà của mọi con người. Con người quá. À. Ha ha. Đùa vui Dan. Dan. Thật là không vui. Dạ.
đùa vui đấy, kiểu ha ha, kiểu bạn ấy nói là đùa vui đấy. Nó chẳng buồn cười gì cả, chẳng có gì vui vẻ ở đây cả. Thì bạn ấy nói rất là tức giận đúng không? Thì mình sẽ dịch theo kiểu đúng là chẳng có đây có gì vui cả. Rồi bây giờ mình sẽ nghe, mình xem mình đọc như nào nhá. Unit 7. School. School. Track 32. Page 84. Activity 1. Listen and read. Why are Emma and Robbie scared? There was a story writing competition at school today. Did you win? No, I didn't. My story wasn't very good. Writing a good story is difficult. Dan was winner. His story was about a green hand without a body. Was it scary? Of course it was scary. The green hand went to people's houses and... Good joke, Dan. Dan, that wasn't funny. And then, right, we have some adjectives. So at first, you wanna listen and say the word, okay? Yeah. Nghe chưa hả cô? Yeah. Thì đây là từ mới mà, mình cũng nghe trước. Track B33, page 84. Activity 2. Listen and say. A. Interesting. 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 Ở đây thì họ đọc là interesting đúng không? Wow. Interesting là anh, còn ở Anh Mỹ thì đọc là interesting. Okay, mình sẽ đọc theo kiểu interesting hoặc interesting. Interesting. Âm Mỹ ở Anh Mỹ hết thì cái chữ E này nó thành chữ I ở đó. Interesting. Anh thì là interesting. Okay. Yeah. B. Boring. 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 C. Exciting. Exciting. Exciting, yeah. Còn anh thì sẽ đọc là exciting. Còn ở Anh Mỹ thì sẽ đọc exciting. Là exciting. Bạn nghe trên họ sẽ đọc là exciting đấy. Không phải exciting đâu, nhưng mà mình đọc anh ạ. D. Scary. Scary. E. Yeah, scary. Yeah. Funny. 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 Yeah. F. Difficult. 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 Yeah. G. Easy. 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 Yeah. H. Romantic. 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 Romantic là gì nhỉ? Lãng mạn. Lãng mạn. Romantic. Okay. Interesting. Interesting là gì? Thú vị. Thú vị. Boring. Nhàm chán. Exciting. Exciting. Náo nhiệt. Yeah. Exciting là rất là hào hứng này. Rất là, ví dụ như là rất là hào hứng, bạn có biết cái tên là rất là hào hứng. When I go to see the movie and then you're so excited. So excited. Excited, nghĩa là từ exciting này, khi mà dùng cái từ này dùng từ verb in thì nó chỉ dùng cho vật thôi. Nghĩa là quyển sách này rất thú vị, trò chơi này rất là, chúng tôi rất là hào hứng.
Còn nếu mà khi nói bạn bạn rất là hào hứng thì mình sẽ dùng là excited, hoặc là tôi thích cái gì đó, I'm interested in cái gì đó, thì lúc đó mình sẽ chuyển thành ed. Còn in này thì dễ dùng cho vật. Quyển sách này rất là boring, còn tôi cảm thấy buồn ấy là I'm bored, em ed nhá, không biết rõ nhá. Scary là gì nhỉ? Sợ. Sợ hãi. Funny. Là buồn cười. Buồn cười. Tiếp tục rồi. Là khó. Khi thì dễ. Ok, dễ. Rồi, next part. Here we have some activities. And then, the mission is talking about these things. You are the kids from activity 2. So actually, we learned some adjectives here. Yeah. Mình đã học được 8 từ, 8 tính từ ở đây. And here we have some activities in the box. So the mission is use the adjective and the activity and make a sentence. Đây mình sẽ có một số từ này và tính từ mình đã học rồi. Bây giờ mình bạn dùng cái từ này. Bạn đặt câu cho mình. Ví dụ như này họ nói là talking with friends is interesting. Tương tự như vậy bạn đặt câu cho mình. Learning math class easy. Learning. Đây là mình sử dụng những cái cụm từ trong này và những cái tính từ của mình. Để viết thành câu, ví dụ nhé. Ở đây mình có là boarding is interesting, đúng không? Vâng. Mình sẽ dùng như thế. Bạn đặt lần lượt những cái từ này cho mình. Tự đặt nào, tự đặt. Skateboarding is interesting, đúng không? Ở đây nhá, bạn giờ chắc bạn cứ hiểu ý mình. Đây nhá, ở đây mình có một cụm từ mình đã có trong ngoặc, thì nghĩa là nói chuyện với những người bạn thì phải là thú vị. Thì ra mình cấu trúc là họ dùng cái cụm từ này, hoặc là có từ to be này. Sau động từ to be là họ dùng cái tính từ. Thì ở đây tương tự như vậy, bạn sẽ làm đặt cho mình những từ nhá. Như vacation, my vacation is boring. Thì mình có quá là nhàm chán, đúng không? Đấy, tương tự như vậy. Và đặt câu mình đặt tổ. Dark light is scary. Ở đây tôi dùng in không nhỉ? Nice để số nhiều mình vậy. Phải là dark, nice, scary, đúng không? Đây là mình số nhiều đúng không? Vâng. Mình phải dùng a chứ đúng không? Vâng. Yes. Swimming is funny. It's funny. That's it. Math class is easy. It's easy. Good. Reading newspaper is boring. It's boring, yeah? Well, cái từ này nhá. Đọc anh này. Sci-fi. Nó có nghĩa là khoa học viễn tưởng ấy. Vâng. Cái từ sci-fi. Sci-fi movie. Wow. Sci-fi movies. Không phải sci-fi nữa. Đây là, bạn đừng quên lòng mình. Sci-fi movie. Sci-fi movies is difficult. Difficult. Nhưng mà thường nó không phải là một bộ phim là khó, mà là một bộ phim gì, đúng không? Thú vị hoặc là không thú vị, hoặc là buồn cười như nào đó, chứ không ai nói là một bộ phim khó cả.
một bộ phim khó để hiểu thì được, đúng không? Câu dễ tiếng Việt mình hiểu, không ai nói một bộ phim khó. Vâng. Nó là sci-fi movies mình học những cái từ funny, không funny, exciting. Yeah. Yeah. Reading comic books are funny. Are funny, yeah. Playing the piano. Interesting. Interesting, huh? Wow. Very good. So here we have a lot, and the missing word, the missing is seen in the blank. So bây giờ bạn mở cho mình cái phần này ra nhé, bởi vì khi mình nghe mình sẽ không còn nhìn thấy đoạn văn đúng không? Wow. So. Ready? Yeah. Unit 7. Unit 7. School. Track 46. Track 46. Page 68. Page 68. Activity 1. Listen and write. The first lesson at school was easy. The first lesson at the school is easy. Second and third lessons are difficult. And difficult. There was an exciting game in the school. What? Exciting. It's boring. The lessons after that. In the last lesson, we read some poems. Some were funny. Fry is interesting. Yep. Romantic. And the hummer. It's scary. The first lesson was cool. Was easy. The second and the third lesson were difficult. Yeah. There was an exciting. Okay. Lunch was boring. Yeah. The lessons after lunch were cool. Unit 7. School. Track 46. Page 68. Activity 1. Listen and write. The first lesson at school was easy. The second and third lessons were difficult. Difficult. There was an exciting game in the fourth lesson. Exciting. Lunch was boring. The lessons after lunch were interesting. Interesting. In the last lesson, we read some poems. Some were funny. Some were romantic. Romantic. And some were scary. And? Scary. Listen and write for Maddie. So, here's the word from activity 4. So from activity 4, we have some adjective. Okay. Listen again. Okay.
Track 47, page 68. Activity 2. Listen and write for Maddie. 1. Our school book last year was dinosaurs. It was boring for me, but my friend liked it. 2. Our school book last year was dinosaurs. It was boring for me, but my friend liked it. My mom has a book called Summer Love. I read it too. It was a very romantic story. My mom had a book, Summer Love. I like it too. It was very romantic story. 3. Our school book in the summer was Anna and the Aliens. It was funny. Our school book in the summer was Anna and Alien. It was funny. 4. My first English book was The First Book of Words. It was easy. My first English book was The First Book of Words. It was easy. 5. Our teacher's favorite book last year was Fun with Numbers. It was difficult, but I like math. Our teacher's favorite book last year was Fun and Numbers. It was difficult, but I like the cuối em không nghe được. 6. Our school, but I like math. I like math. I like math. That. 6. Our school book in the spring was The Adventures of 009. It was exciting. Our school. Từ tiếp theo em cũng lại không nghe được tiếp. Track 47. But I like it. 6. Our school book in the spring was The Adventures of 009. Yeah. Our spring book is The Adventures of 009. 009 nghĩa là 009. Bạn nhìn cái trang này. Vâng. The Adventures 009. Nghĩa là thay vì mình là 009 thì là 00. Hai số 0 và số 9. 009. Vâng. Cô cho em xin nghĩa của cái từ Adventure. Vâng, cái từ đấy ạ. Adventure là cuộc hành trình nhá. Vâng. Adventure. Rồi mình làm nhanh. Được, bài tiết. Mình vừa nghe đoạn 3 lần đúng không? Bây giờ bạn nói cho mình xem là những quyển sách này bạn mắt đi và bạn nói và cái bạn này không bạn nội loại này hai bạn nói chuyện với nhau này quyển sách như thế nào. Number one. Many boring you interesting to many interesting you boring. Đây là interesting nhá, không interesting. Three. Was funny. You not give it. Four. Many was easy. You not give it. Six.
Mary was exciting you not even. Five. Mary was exciting you not even. Rồi ạ. Rồi. Bạn là mình học đến đây thôi. Từ nhà thì bạn học lại cho mình cái tính từ nhá. Nghĩa là cách đọc ấy. Như thế như là từ interesting chẳng hạn. Vâng. Và làm bài tập từ nhà thì mình nhá. Vâng. Và học một số những cái từ mình có thay từ biết giao này. Từ sci-fi này. Interesting và adventure. Một số những cái từ mới. Vâng. Ok. Rồi. Any questions? Dạ. Do you have any questions? No. Okay. Good. Goodbye, okay. Teachers. Bye bye. Good night. Tấm tập gì thế chứ? Quên. Tập gì tắt máy, tắt đi ăn thôi.